Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phân tích Tài chính Doanh nghiệp. Tôi là Lưu Mạnh Thắng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề có liên quan đến cái lĩnh vực tài chính của chúng ta, nhưng mà nó nhìn ở một cái gì, một cái khía cạnh khác, một cái góc nhìn khác. Nó gì, nó hỗ trợ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, cũng như nó tác động, nó ảnh hưởng đến cái mục tiêu tài chính của doanh nghiệp. Đó là một cái vị trí gọi là Chief Marketing Officer, hay mọi người hay gọi là gì, là giám đốc marketing của một doanh nghiệp. Vậy thì Chief Marketing Officer hay giám đốc marketing của doanh nghiệp là gì, và cái hoạt động marketing là một hoạt động như thế nào, và cái hoạt động marketing thì nó ảnh hưởng đến cái chi phí của doanh nghiệp như thế nào, và nó hướng đến cái gì, cái mục tiêu của doanh nghiệp như thế nào. Thì tại cái video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái ý nghĩa của nó, cái lý do tại sao mà các doanh nghiệp cần phải có một cái gì, có cái hoạt động marketing, và cái hoạt động marketing này thì giao cái vị trí này cho ai, và cái ảnh hưởng của cái hoạt động marketing này với cái công tác tài chính của doanh nghiệp, kế toán tài chính của doanh nghiệp như thế nào, để làm cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta hướng được đến cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Đó là mục tiêu về lợi nhuận, mục tiêu về tài chính, mục tiêu về dòng tiền, và cái sự phối hợp giữa giám đốc tài chính, kế toán trưởng cũng như là gì, giám đốc marketing như thế nào để nó tạo ra được cái hiệu quả này, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn tại cái video ngày hôm nay. Thì cái hoạt động marketing thì bất kỳ một cái doanh nghiệp nào cũng đều phải có cái hoạt động marketing này. Tuy nhiên thì cái vị trí giám đốc marketing thì không phải doanh nghiệp nào cũng có. Có những doanh nghiệp thì có một cái chức danh giám đốc marketing gì độc lập, nhưng có những cái doanh nghiệp thì giám đốc marketing và giám đốc điều hành chính là một, tức là giám đốc điều hành là giám đốc marketing luôn. Nhưng cũng có những cái doanh nghiệp thì cái giám đốc marketing này có thể sẽ đẩy một phần công việc sang cho giám đốc tài chính, tức là giám đốc tài chính ngoài cái gì, cái kiến thức về tài chính ra, thì giám đốc tài chính là chính là một giám đốc marketing của doanh nghiệp này, hoặc là một phần công việc marketing được giao cho giám đốc tài chính. Nó còn tùy thuộc vào cái mô hình kinh doanh, cũng như là cái năng lực của nhân viên đó, năng lực thực sự của cái người đảm nhiệm cái việc đó. Thì chúng ta tùy cái tình huống mà chúng ta bổ nhiệm, doanh nghiệp đấy họ sẽ bổ nhiệm. Thế thì với những người làm tài chính thì chúng ta phải hiểu về nó như thế nào để chúng ta phối hợp. Nếu như chúng ta có đủ năng lực, chúng ta có đủ kiến thức, chúng ta có đủ kỹ năng, thì có thể chúng ta làm luôn giám đốc tài chính, làm giám đốc marketing luôn, hoặc có thể là một phần nào đó của công việc marketing giám đốc tài chính sẽ xử lý, còn lại thì giám đốc điều hành hay là CEO của doanh nghiệp sẽ là người đảm nhiệm cái phần marketing đó. Thế thì dù là giám đốc tài chính có đảm nhiệm cái chức danh giám đốc marketing hay là không, thì chúng ta cũng cần phải hiểu chính xác marketing là gì, và các tác động của các cái chiến lược marketing đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, để đảm bảo gì, chúng ta hướng đến được cái mục tiêu gì là lợi nhuận, mục tiêu là dòng tiền của doanh nghiệp, thì đó mới là cái điều chúng ta cần. Còn nếu như chúng ta không hướng đến được điều đó, mà chúng ta gì, chúng ta tạo ra những cái gì, cái cản trở cho hoạt động marketing, thì thực sự là cái việc của chúng ta làm nó gì, nó không giúp ích gì cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vì chúng ta phải nhìn trên góc độ của gì, của một người quản lý, của một nhà gì, của một nhà lãnh đạo của doanh nghiệp, chứ không phải chúng ta chỉ nhìn thuần túy trên góc độ kế toán của chúng ta. Nên bởi vậy cái video này là dành cho những người làm kế toán, đặc biệt là giám đốc tài chính, đặc biệt là kế toán trưởng. Các bạn cần phải gì, cần phải xem, và cần phải mở rộng cái vùng kiến thức của mình ra, để chúng ta hiểu đúng về marketing là như thế nào. Thì trước hết tôi xin giải thích cái khái niệm Chief Marketing Officer có nghĩa là gì. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là gì, là giám đốc marketing của doanh nghiệp. Đó là gì, là cái khái niệm Chief Marketing Officer có nghĩa là gì, đó là giám đốc marketing của doanh nghiệp. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây, đó là chúng ta hiểu marketing là gì. Thế thì rất là nhiều các cái giám đốc tài chính, kế toán trưởng thì thường là gì, là chưa hiểu một cách gì nó đúng, hiểu một cách gì nó trọn vẹn về cái khái niệm về marketing là gì. Nên dẫn đến là gì, trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta gì gặp một số các cái khó khăn, gặp một số các trở ngại trong cái việc mà chúng ta gì phản ánh các cái chi phí liên quan đến marketing. Thế thì tại video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái khái niệm về marketing như thế nào. Thì đây là những cái trải nghiệm của tôi, những cái gì, những cái kiến thức mà tôi đã trải nghiệm trong suốt thời gian 18 năm làm công tác kế toán tài chính, cũng như là làm các công việc có liên quan đến chiến lược về marketing, nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được, và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của tôi về marketing, để các bạn có thêm được những cái kiến thức, những cái mở rộng cái vùng kiến thức của mình, để mình có thể áp dụng nó vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, áp dụng vào trong cái công việc kế toán tài chính của mình. Thế thì marketing được gì, được kết hợp bởi 3 chữ M. Cái chữ M đầu tiên đó là gì, là market. Market có nghĩa là thị trường, tức là chúng ta hiểu được rằng là cái thị trường của chúng ta là ai, tức là cái hoạt động marketing là hoạt động phải nghiên cứu thị trường, tức là khách hàng của chúng ta là ai, hay thị trường của chúng ta là ai. Market trong tiếng Anh có nghĩa là thị trường. Vậy thì thị trường của chúng ta thì chúng ta phải xác định ai là khách hàng của chúng ta. Đó là cái việc đầu tiên trong cái hoạt động marketing. Cái hoạt động thứ hai đó là cái chữ M thứ hai, đó là media, tức là gì, là cái kênh mà chúng ta gì
chúng ta trao đi cái giá trị, trao đi cái thông tin cho gì, cho khách hàng, chúng ta thông qua cái kênh nào? Thông qua cái kênh offline hoặc thông qua kênh online. Offline đó là gì? Là chúng ta sử dụng các cái báo giấy, các cái hoạt động mà gì, mà marketing, nhưng mà hội là tổ chức các cái gì, các cái cuộc họp hoặc là các cái hội nghị hoặc là các cái gì, các cái buổi gì chia sẻ kiến thức của chúng ta, thì đấy là gì, là offline, tức là gì, chúng ta phải tập hợp lại, chúng ta phải có một cái môi trường, chúng ta phải có một cái hội trường hoặc là chúng ta phải có một cái địa điểm để chúng ta gì tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp với khách hàng, thì đó là gì, đó là cái kênh offline. Thế còn cái kênh online là chúng ta phải sử dụng các cái công cụ mạng xã hội để chúng ta có thể tiếp xúc với khách hàng của chúng ta, ví dụ như là trên internet, qua kênh YouTube, qua kênh Facebook, qua kênh Instagram, qua kênh TikTok và các cái mạng xã hội khác, thì đó là một cái kênh gì, là một cái kênh marketing để chúng ta gì, chúng ta tiếp xúc, chúng ta trao đi cái giá trị cho khách hàng của chúng ta trước khi mà chúng ta bán hàng, thì đó là media, tức là cái kênh mà chúng ta đi trao đi cái thông tin của chúng ta cho khách hàng. Và cái chữ M thứ ba đó là message. Message đó là cái thông điệp mà chúng ta trao đi cho khách hàng, tức là chúng ta muốn trao đi cái thông điệp cho khách hàng thì chúng ta phải gì, chúng ta phải muốn trao được giá trị cho khách hàng thì chúng ta phải có những cái thông điệp của chúng ta, và nó phải có một cái hoạt động là hoạt động tạo ra cái thông điệp đó. Thì cái thông điệp đó nó có thể là các bài viết, có thể là những cái hình ảnh, hoặc là cũng có thể là cái video chúng ta thì chúng ta thể hiện, truyền đạt cái thông điệp của chúng ta, những cái giá trị của chúng ta cho cái khách hàng của chúng ta, để khách hàng chúng ta nhận được cái thông điệp đó. Thế thì cái thông điệp này nó sẽ gì, được phản ánh trên các cái gì, các cái hình thức khác nhau, đó là các cái bài viết, các cái blog, các cái gì, các cái hình ảnh chúng ta đưa lên qua các cái kênh như là Facebook hay là Instagram, hoặc là qua kênh YouTube hoặc là TikTok, thì nó là các cái video. Dù nó là cái gì thì chúng ta cũng phải truyền ra một cái thông điệp đối với khách hàng của chúng ta, để khách hàng của chúng ta nhận được cái giá trị gì từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, từ cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, thì đó là gì, là cái thông điệp của chúng ta. Nên bởi vậy cái marketing của chúng ta chỉ cần hiểu được rằng là chúng ta làm ba cái việc, đó là gì, là tiếp cận với khách hàng hay là tiếp cận với thị trường của chúng ta ở cái gì, ở cái phân khúc như thế nào, cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái kênh nào để chúng ta tiếp cận với khách hàng, và thứ ba là chúng ta đem cái thông điệp của chúng ta để chúng ta trao đi cái giá trị cho khách hàng bằng cái những cái thông điệp, những cái ngôn từ, những hình ảnh, những cái gì, những cái video như thế nào để khách hàng thực sự nhận được những cái giá trị của chúng ta, thì đó chính là marketing. Và cái cả ba cái điều đó, đó gì, nó hội tụ lại thì nó tạo ra được một cái sự hấp dẫn, một cái lực hấp dẫn để nó thu hút khách hàng của chúng ta về với doanh nghiệp của chúng ta, về với gì, về với cá nhân của chúng ta, thì đó là hoạt động về marketing. Thế cái vấn đề thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái hoạt động marketing ở đây, đó là chúng ta phải hiểu cái chi phí marketing ở đây là gì. Tức là cái trong cái hoạt động marketing thì nó sẽ phát sinh các khoản chi phí, thì nó cũng giống như các cái khoản mục chi phí khác trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì dưới cái góc nhìn của kế toán thì tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta khi chúng ta thực hiện thì nó đều phát sinh chi phí. Thế thì với các cái chi phí khác thì chúng ta hạch toán vào gì? Vào cái chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí lãi vay thì chúng ta hạch toán vào chi phí lãi vay, còn các cái chi phí nguyên vật liệu thì chúng ta hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu để tạo nên cái giá thành của cái sản phẩm dịch vụ đó mà chúng ta kinh doanh. Thế còn riêng chi phí marketing thì chúng ta hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp. Nhưng tuy nhiên với góc nhìn của những người làm marketing thì cái chi phí marketing nó thực sự đây là một loại chi phí đầu tư và nó tạo ra một cái tài sản. Thế tuy nhiên trên góc độ tài chính kế toán thì nó lại không phản ánh là chi phí marketing là nó là tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Vì chúng ta không hạch toán nó trên báo cáo tài chính, nhìn trên bảng cân đối kế toán thì nó không thể hiện được cái chi phí marketing nó là gì, nó là tài sản của doanh nghiệp. Nhưng trên góc nhìn của marketing thì đây nó là một cái tài sản của doanh nghiệp, bởi vì rất là nhiều các cái gì, các cái thông điệp của chúng ta nó thể hiện bằng các cái video, các cái bài viết, thì những cái video và những bài viết này nó chính là một cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của chúng ta cung cấp cho khách hàng, và khách hàng họ đã nhận cái thông điệp đó của chúng ta. Và khi họ đã nhận được cái thông điệp của chúng ta thì chắc chắn họ sẽ gì, họ sẽ có hai tình huống: một là họ gì, họ thích, họ yêu quý chúng ta; hai là họ có thể họ không thích, họ không yêu quý chúng ta. Và chúng ta sẽ phải có rất nhiều các cái hoạt động gì, viết bài, quay các cái video để chúng ta gì truyền đi các cái thông điệp cho khách hàng. Và khi họ đã nhận được cái thông điệp của chúng ta thì điều đó đồng nghĩa với việc là gì, nó sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng để chúng ta có thể gì bán được các sản phẩm dịch vụ phía đằng sau của marketing. Nên bởi vậy cái hoạt động mà chúng ta trao đi những cái sản phẩm dịch vụ trong cái hoạt động marketing cho khách hàng, nó chính là một cái tài sản của chúng ta. Những cái tài sản này khách hàng nhận được một cách miễn phí, tức là khi chúng ta tạo ra nó thì khách hàng nhận nó, điều đó đồng nghĩa với việc là gì, là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề của chúng ta, đó là gì, khách hàng đã tiếp nhận cái thông tin của chúng ta, nhưng tiếp nhận cái thông tin của chúng ta với cái chi phí là không đồng. Tức là cái khách hàng
với cái doanh thu là không đồng. Chi phí thì chúng ta vẫn phải bỏ ra để chúng ta lấy thực hiện hoạt động marketing, nhưng cái chi phí ở cái doanh thu thì khách hàng thì không phải trả cho chúng ta. Điều đó đồng nghĩa việc là doanh thu của chúng ta là không đồng. Thế thì với cái góc nhìn của marketing thì đây chính là cái việc chúng ta tạo ra tài sản ngắn hạn của chúng ta để chuyển giao cho khách hàng, nhưng tạm thời chúng ta chưa lấy tiền của khách hàng, hay doanh thu nó được tính là không đồng cho khách hàng, miễn phí cho khách hàng về mặt thông tin. Và khách hàng họ sẽ mua các cái sản phẩm phía đằng sau cái hoạt động marketing của chúng ta, và khi đó thì toàn bộ cái chi phí marketing của chúng ta sẽ được tính vào cái giá thành sản xuất của các sản phẩm dịch vụ phía đằng sau. Nên bởi vậy cái hoạt động marketing thực sự nó là một hoạt động đầu tư và trao đi cái giá trị. Nên nếu chúng ta nhìn ở góc nhìn marketing thì đây nó phải là một tài sản ngắn hạn của khách hàng, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Và cái tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp này, khách hàng họ khi họ đã nhận thì họ sẽ thay đổi cái gì, cái quan điểm của họ, họ thay đổi cái góc nhìn của họ, họ thay đổi cái gì, cái trạng thái cảm xúc của họ. Và khi đó thì cái gì, cái việc của chúng ta, cái cơ hội của chúng ta bán được hàng cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta đó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nên bởi vậy cái hoạt động marketing là một hoạt động rất là cần thiết của các doanh nghiệp của chúng ta. Nên khi mà chúng ta làm tài chính thì chúng ta phải hiểu marketing dưới cái góc nhìn của gì, của những người làm marketing, thì khi đó chúng ta mới hiểu được rằng hoạt động marketing nó có ý nghĩa như thế nào, và khi đó chúng ta phản ánh những cái chi phí đó cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta nó gì, nó mới thực sự là một cách nó gì, nó rõ ràng và nó đúng cái bản chất vấn đề của nó. Chứ còn cái việc mà chúng ta tập hợp vào chi phí thực ra nó chỉ là những cái nguyên tắc kế toán bình thường thôi, nhưng nếu chúng ta hiểu thực sự cái bản chất của cái hoạt động marketing như thế nào thì chúng ta mới có thể phối hợp với giám đốc marketing, phối hợp với gì, giám đốc điều hành, nếu cái giám đốc marketing chính là giám đốc điều hành, hoặc thậm chí có thể là chúng ta chính là một giám đốc marketing, tức là giám đốc tài chính chính là một giám đốc marketing, thì khi đó chúng ta sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Chúng ta phải hiểu thực sự bản chất của nó thì chúng ta mới thì có thể làm tròn vai cái điều đó. Và cuối cùng là khi chúng ta áp dụng các chiến lược marketing vào doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta hướng đến cái điều gì. Thế thì đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều người làm giám đốc tài chính, kế toán trưởng thì không hiểu thực sự của cái điều này. Đó là chiến lược marketing là nhằm hướng đến mục tiêu lợi nhuận, chứ còn không hướng đến bất kỳ một cái điều gì khác. Marketing, hoạt động marketing là để bán hàng, và bán hàng là để nhằm hướng đến cái mục tiêu lợi nhuận của chúng ta. Nên bởi vậy trong những cái doanh nghiệp lớn thì cái chiến lược marketing của doanh nghiệp nó rất rõ ràng cho cái gì, cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nhiều khi chúng ta lãng quên cái điều này, hoặc chúng ta không có những cái người giám đốc làm cái việc này, và cái người giám đốc tài chính thì thường là không hiểu về marketing, hoặc hiểu nó gì, nó không rõ ràng, nó không đầy đủ, nên dẫn đến cái việc mà chúng ta nhìn marketing dưới một cái góc độ là chúng ta nó chỉ là một cái chi phí thuần túy thôi, thì nó không phải là như thế. Và marketing nó phải là một cái gì, nhìn nó phải dưới góc độ là gì, nó phải là một cái chiến lược để tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp, tạo ra dòng tiền của doanh nghiệp, thì khi đó chúng ta mới thực sự là chúng ta hiểu và chúng ta phối hợp với giám đốc marketing một cách gì nó hiệu quả, và đem lại được cái mục tiêu, nó hướng đến cái mục tiêu và đem lại cái hiệu quả cho doanh nghiệp của chúng ta. Thì trên đây là những chia sẻ của tôi về cái vị trí giám đốc marketing trong doanh nghiệp là gì, và việc gì giám đốc tài chính, kế toán trưởng của doanh nghiệp phối hợp với giám đốc marketing như thế nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh để chúng ta hướng đến cái mục tiêu của chúng ta, để chúng ta gì đạt được cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.